chữa lành khiếm thính cũng tương tự như lớp 2, và bây giờ mình qua lớp 3 thì cái cách đặt tay cũng y chang như vậy, và cái cách thực hiện nè giống như công thức hỗ trợ chữa lành cho một người. Nhớ để dùng Thùy Trang cái thời gian nha. Về thần kinh não bộ cũng vậy luôn, thời gian đây ạ. Và các bước thực hành truyền tương tự như là hỗ trợ chữa lành cho một người. Và các cách đặt tay y như hình nha. Công thức chữa lành khiếm thính. Thời gian từ 0 đến 3 tuổi 30 giây, từ 4 đến 7 tuổi 1 phút, từ 8 đến 12 tuổi 2 phút 30 giây, trên 13 tuổi 3 phút 30 giây. Bắt đầu đọc thầm hợp nhất energy chống đồng băng tần lớp 3 chữa lành khiếm thính. Tiếp tục đọc thầm hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ ngoài không gian đi thẳng vào não bộ của người truyền. Hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Tiếp tục đọc thầm hợp nhất lần 1. Hình dung năng lượng từ não bộ của người truyền đi thẳng vào não bộ và toàn bộ cột sống của người nhận. Đọc thầm hợp nhất lần 2. Hợp nhất lần 3. Tiếp tục, người truyền tiếp tục truyền tải năng lượng vào não bộ và toàn bộ cột sống của người nhận, tập trung đến vùng tai cho đến khi hết giờ.